Xuân đến, ở trên những bản làng miền núi, hoa đào, hoa mơ đã nở rộ. Đây cũng là lúc người trồng đào bắt đầu tận hưởng thành quả lao động sau một năm miệt mài. Thành quả đó đã mang tới nét chấm phá độc đáo cho sắc xuân trên dẻo cao. Vâng, và ngay bây giờ hãy cùng truyền hình nhân dân ngắm sắc hoa đào rực rỡ trên những dẻo cao của tỉnh Bắc Cạn để cùng đón một mùa xuân mới hứa hẹn nhiều thuận lợi và thành công. Dọc tuyến quốc lộ 3, đoạn qua huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, hoa đào, hoa mơ, hoa mận đã nở rộ. Khác với miền xuôi, người dân miền núi trồng những loại cây này trên triền đồi. Vẻ đẹp của các loài hoa cũng thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Khi về, ai cũng muốn chọn cho mình một cây đào ưng ý để chơi Tết. Nhờ đó, trồng đào đã trở thành một nghề ở vùng đất dẻo cao này. Khí hậu năm nay là nó cũng là tốt về cái dòng đào phai. Vâng. Còn dòng đào to riết là nó cũng hơi chậm một tẹo so với trên vùng cao. Những năm gần đây, trồng mơ để xuất khẩu mang lại thu nhập cao cho người dân ở Bắc Cạn nên diện tích hàng năm không ngừng tăng. Mỗi độ Tết đến xuân về, hoa mơ phủ trắng núi rừng cũng tạo nên nét chấm phá độc đáo trong sắc xuân ở miền núi. Có rất nhiều nhà là đã xây được nhà 2 đến 3 tầng từ quả mơ. Vì bình thường như mỗi năm có một số hộ người ta có thể họ thu được 3 đến 40 tấn mơ. Và như những năm trước giá mơ nó ổn định và đến như bây giờ ổn định là 10.000 một cân thôi, thì trung bình một năm mỗi hộ họ cũng thu được 3 đến 400 triệu. Thú chơi đào núi vẫn được nhiều người ưa chuộng. Nhờ đó, sắc đào miền núi đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố miền xuôi mỗi dịp Tết đến xuân về. Không chỉ trồng đào để bán, những năm gần đây, dọc theo các tuyến phố tại Bắc Cạn, cây đào được trồng nhiều. Nhờ đó, mỗi dịp Tết đến, đường phố lại rực rỡ sắc hoa. Hoa đào Phật Tràng này rất là đẹp, rất thích hợp để mọi người đến đây để chụp ảnh các thứ lưu niệm, giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất. Và hôm nay thì em cũng có dịp đến đây để chụp ảnh một bức ảnh thật là đẹp để đón chào mùa xuân năm 2021 ạ. Khi sắc hoa tràn ngập trên các bản làng, cũng là lúc mùa xuân về, mọi người chờ đón một năm mới bình an, hạnh phúc. Cùng với người dân cả nước, đồng bào miền núi cũng hướng đến năm mới với một khí thế mới để cùng toàn đảng, toàn dân phấn đấu đưa đất nước ngày càng phát triển.